Bài này riêng cho cá nhân có niềm đam mê nấu ăn, hoặc dành cho mấy người chỉ mơ ước ăn cả ngày. Bỏ dầu vô chao bắn lên, nghĩa là ta đang muốn chuyên. Dùng từ fry nhớ dùng từ fry F-R-I dài. Nhưng thay vì cá cháo dầu, mình chỉ bỏ chút vào. Ta thêm vào chút nước sau là ta có món xào. Là stir fry nghĩa là xào, là stir fry nghĩa là thêm stir vô chữ fry. Nhưng khi mà ta bắc than mang vị nướng để lên, ta grill, ta có grill là ta nướng chờ quên. Còn khi ta muốn luộc, mình dùng từ gì? Boil là boil chứ còn chi. 3, 2, 1, go. Thầy ơi không biết hoa sen phải nói tiếng Anh thế nào? À mình gọi bông hoa sen ấy là lotus. Thầy ơi đã biết bông sen, thế súng phải gọi làm sao? À mình gọi bông súng kia water lily. Thầy ơi không biết hoa lan có giống như tên hoa hồng, hồng là rose còn lan ấy là orchid. Thầy ơi không biết hoa lai có khó đọc thật không? Em đừng lo đơn giản thôi cứ đọc jasmine. Thầy ơi không biết thủy tiên nói tiếng Anh kêu bằng gì? À tưởng gì thủy tiên Elena Caesar. Còn bông hoa cúc to to ta không phải kêu Daisy mà là chrysanthemum, chrysanthemum. Thầy ơi TikTok con chơi nhưng chẳng biết tác Nhật Lan là gì? Là Huệ Tây, là Lily chân trò đá. Khi ta muốn chúc ai một điều chi, hãy nói I wish you với danh từ đi. I wish, wish you beauty, I wish you love, I wish you money. Ăn càng ăn thức safety, còn càng là good health, mạnh khỏe chẳng bệnh chi. Vinh hoa ta chúc nhau glory, phú quý đó là từ wealth chứ còn là gì. Happiness có nghĩa là phúc, fortune là lộc may mắn bên ta mọi lúc. Muốn chúc cỏ cùng già tan nỗi lòng chia đi đi. Công danh success and fame, xin chữ tình vượng prosperity again. Trên đây tôi vừa giới thiệu đôi ba cụm từ để khắp yêu tha hồ kêu. Khi ta nghe vào Trump ta biết ngay là Mỹ, tại United States đích thị là nước Mỹ. Finn là phần Finland là phần Lan. Pa là ba, Poland là ba Lan. Thái là Thái, Thailand là Thái Lan. Never không phải là Hà nhưng Netherlands là Hà Lan. Khi đến chợ ở Pháp nhớ nói là đến France. Ăn sushi thì nhớ đến Japan. Con gà Tây tiếng Anh là Turkey, đó cũng là tên nước Thổ Nhĩ Kỳ. Anh Hy Lạp tiếng Anh là Greece. North Korea ấy chính là Triều Tiên. Nếu họ tôi về đất nước nổi tiếng với kim chi và K-pop, tôi sẽ nói South Korea. Người hàng xóm ở tít vùng cao, nằm phía tây tổ quốc đó chính là nước Lào. Tiếng Anh là Australia, thủ đô thành phố Canberra, không phải Sydney. Đừng nhầm với nước là nước Austria, Austria. Thủ đô là phố Vienna, Vienna. Còn gọi là Viên, gọi là Viên. Bát ngàn mông cổ gọi là Mongolia. Bên phía tây nam mình là Cambodia. Phụ nữ che khăn Saudi Arabia. Là nước Ả Rập. Apple là quả táo, con peach là quả đào. Ai ăn trái nhãn long gần chôm chôm tức ram biu. Trần giờ thì bạn nhớ chưa nào? Bạn ơi bạn có nhớ chưa vậy? Papaya là đu đủ, papaya là đu đủ. Pomegranate quả lựu, pomegranate là quả lựu. Ai ăn trái khế nhớ em trong
star fruit. Star fruit, star fruit, star fruit.